đưa ra rất nhiều lựa chọn, một số nhỏ nhặt nhưng hầu hết là ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống. Những quyết định đó nhiều tới mức bạn không thể đưa ra một lựa chọn đúng đắn mà phải chiều theo cảm xúc. Nhưng đó không phải là thảm họa, bởi có nhiều cách giúp chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn. Và một trong đó chính là tư duy phản biện. Đầu tiên, tư duy phản biện là gì? Tư duy phản biện, nói một cách nôm na dễ hiểu, đó chính là khả năng đánh giá và phân tích vấn đề theo nhiều góc nhìn và khía cạnh một cách logic. Liệu đâu là những đặc điểm của người có tư duy phản biện tốt? Quá đơn giản, người tư duy phản biện tốt là người luôn có tinh thần học hỏi, đưa ra nhiều dẫn chứng logic thuyết phục, và đặc biệt, họ luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến của những người xung quanh. Có nhiều cách để tiếp cận tư duy phản biện, nhưng hôm nay, Xmy sẽ cung cấp cho bạn 5 bước đơn giản nhất nhé. 1. Xác định và hiểu vấn đề. Trước mọi vấn đề trong cuộc sống, não bộ của con người luôn tò mò. Sự tò mò thể hiện bằng hàng loạt những câu hỏi. Tuy nhiên, đa số mọi người lại chỉ xoay quanh câu hỏi tại sao mà quên đi những thứ căn bản khác. Nếu muốn tư duy phản biện tốt, hãy xây dựng lên hệ thống câu hỏi bắt đầu bằng 5W1H question. What, when, where, why, who and how. Với 6 câu hỏi này, bạn sẽ nhìn nhận được một vấn đề theo nhiều hướng. Khái niệm, ai là đối tượng, khi nào nó xảy ra, chuyện bắt đầu ở đâu, tại sao phải như vậy và làm thế nào để đạt được điều đó. Đặt câu hỏi không giúp chúng ta có ngay được đáp án, nhưng nó cung cấp những dữ liệu tổng quát nhất để chuẩn bị cho việc tìm kiếm thông tin. 2. Thu thập thông tin. Thu thập thông tin là tiền đề quan trọng cho những lập luận sau này. Thu thập thông tin giúp cân nhắc các lựa chọn và đưa bạn đến gần hơn với quyết định đúng đắn. Hãy vận dụng đủ 5 giác quan và mọi phương tiện để tìm kiếm thứ mình cần. Thăm dò thông tin tại chỗ, tại hiện trường, quan sát xung quanh, lắng nghe dư luận. 3. Áp dụng thông tin vào tư duy logic. Sau khi đã có những mảnh thông tin rời rạc, nhiệm vụ của bạn là sắp xếp, phân loại và sâu chuỗi chúng thành một bức tranh. Đó là cách thức áp dụng tư duy logic để đưa ra một cái nhìn tổng quát và thấu hiểu bản chất. 4. Giả định về tương lai. Tạo thói quen dùng trực giác của mình để tìm hiểu những điều cần nghi vấn và kết quả và hậu quả của một vấn đề. Ví dụ, tôi có nên tham gia lớp học này hay không? Hãy hình dung lúc đăng ký lớp học, bạn chọn lựa không tham dự sau khi đã phân tích và làm theo các bước trên. Thoạt đầu, nghe có vẻ hợp lý và thuyết phục về lý do không tham dự đấy, nhưng về tương lai và lợi ích của bản thân bạn thì sao? Sẽ ra sao nếu team lead cân nhắc bạn và đồng nghiệp thăng chức dựa trên kỹ năng và số giờ hoàn thành training? 5. So sánh với quan điểm của người khác. Mỗi sự vật, sự việc đều có nhiều mặt. Chúng ta thường sa vào cái tôi và chủ quan nhìn nhận một vấn đề theo một chiều duy nhất. Bạn cho rằng quan điểm của mình đúng ư? Nhưng có thể người khác lại không nghĩ như vậy. Tư duy phản biện chỉ phát triển đến đỉnh điểm khi bạn đối chiếu giả định của mình với những người khác. Đó cũng chính là cách tốt nhất để bạn có cái nhìn đa chiều về bất kỳ vấn đề nào trong cuộc sống. Chúc các bạn thành công!